Bố cứ cắt trọng vậy. Bố đừng cắt trọng nha. Ơi như này đẹp vậy. Bố nhìn. Bố xuống. Đi lên con không phải nhìn cái gì để cứ bình tượng rồi nhà bố cắt tóc này. Đêm đông tàn phong mưa bay, hiện nay em đã đi về. Còn nhìn nhau đêm hôm tối, mặt đang buồn chia tay đơn côi. Sao pháo nhà ai không thể đợi? Tan hoang một chuyến xe mưa. Đông ta nhớ nhà, buồn ấm năm mới cố sao lại cứng một ngày mới cho con chờ mãi em chuyển hàng chứ còn lấy sao các ai đón chuyển đến mưa. Ngồi im đi.
tay nữa. Chịu nghiệp không? Đẹp trai cho chú Thanh. Mình làm hai đường cho mày đẹp. Đứa đợt làm hai đường. Mà bố mày làm hai đường. Đứa đường nó kiểu làm hai đường ngang cho thái. Ngồi yên một cạo. Không. Cạo nó sẽ đẹp trai hơn chứ. Không cạo làm sao mới đẹp được. Cạo đau không? Đâu có đau đâu mà. Để cạo lại. Cạo chê ra nha. Nhà nó sợ. Nhà mắt lại. Đau. Đâu có đau đâu mà cái thằng này. Bố cạo xuống nhà cạo đâu có đau đâu. Thấy chưa? Đi mới ngồi yên đấy. Đâu đâu. Hai đường nó đẹp chưa? Con cho ra mà chúng giao hàng không đúng như anh đấy. Cái này có thằng lên lái thì đã chửi đó. Công ty lớn mà là giao hàng như kịp. Giao hàng sao là không đúng. À, cái lo mày bắt đầu xong. Cái này có thằng chửi nhà chơi đào lái chơi đá. Làm hai đường được rồi. Chơi chuyển nữa. Chơi chuyển lên. Bạn chơi ngu á. Đừng đứng đang mà mua ra bên này. Nhưng mà lên nữa nhìn thấy anh đẹp thì lòng mẹ nó ra. Ừ, mình làm một mua mấy. Bạn chú đẹp bạn. Bạn chú đẹp bạn. Bạn chú đẹp bạn. Ồ. Tên về đi em. Bạn chú mấy. Bạn chú đẹp mua cái mấy cái khác không có gì. Bạn chú đẹp bạn. Bạn bạn. Bạn mà bạn chú đưa đây tôi đúng bài chú đẹp bạn khác. Bạn đi đâu. Bạn xuống. To bằng được không? To làm gì anh? Ôm lưng mà anh ngủ. Cái cân nó cái cân dài như đá này.